Đầu tuần mới, mời các bạn cùng xem game.com điểm qua những thông tin cực hot xoay quanh giải đấu chung kết thế giới cùng thông tin cập nhật liên minh nhé. Seraphine có trang phục tối thượng, ba dạng biến đổi. Peanut bị fan tặng hoa tang lễ. Chính thức hé lộ trang phục Lucian vinh quang, mùa giải 2020 sẽ kết thúc vào tháng 11. Không còn là những tấm ảnh leak gây hoang mang dư luận, hình ảnh chính thức của trang phục vinh quang mùa giải 2020 đã được lộ diện đầy đủ tại cụm máy chủ liên minh khu vực Đài Loan. Không nằm ngoài dự đoán, trang phục vinh quang năm nay thuộc về Lucian, một trong những vị tướng có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên đấu trường chuyên nghiệp thời gian vừa qua. Bên cạnh việc hé lộ trang phục Lucian vinh quang, một thông tin đáng chú ý nữa cũng được cộng đồng game thủ thuộc khu vực giải đấu PCS hé lộ. Đó là việc mùa giải xếp hạng 2020 dự kiến sẽ khép lại vào ngày 10 tháng 11, tức là tròn một tháng nữa. Trong khi đó, phần thưởng xếp hạng sẽ được tiến hành trao tặng sau 2 tuần kể từ mốc thời gian trên. Seraphine sẽ có trang phục tối thượng, ba kiểu biến đổi. Mới đây, Riot đã chính thức tung ra teaser giới thiệu về loạt trang phục KDA phiên bản 2020 với tên gọi KDA All Out. Trong đoạn teaser, chúng ta có thể thấy được sự lột xác của cả 4 thành viên cũ là Kai'Sa, Ahri, Evelynn và Akali cho những bộ outfit mới sang chảnh và quyến rũ hơn. Bên cạnh 4 skin trên, nhóm KDA còn chính thức chào đón thêm một thành viên mới, đó chính là Seraphine. Tuy nhiên, khác với các đàn chị, cô nàng thậm chí còn được Riot tung ra tới 3 tấm splat art khác nhau. Theo lời giới thiệu của Riot, trang phục All Out thứ 5 dành cho Seraphine sẽ là một trang phục vô cùng đặc biệt. Đó chính là skin tối thượng của năm nay. Trang phục này sẽ miêu tả quá trình Seraphine từ một cô nàng mộng mơ sáng tác nhạc indie trong phòng của mình cho đến khi trở thành một ngôi sao nhạc pop thực thụ và được sánh vai cùng KDA. Ba cột mốc dưới đây sẽ diễn tả lại quá trình đó và trang phục này sẽ có thể tiến hóa dần dần trong trận với các dạng là ca sĩ độc lập, ngôi sao mới nổi và siêu sao âm nhạc. Sẽ khá giống với cách nâng cấp của Ezreal vũ khí tối thượng. Trang phục tối thượng của Seraphine được dự đoán sẽ mang đến một cơ chế sở hữu hoàn toàn mới cho cộng đồng khi người chơi sau khi mua skin này sẽ phải vượt qua một chuỗi nhiệm vụ để mở khóa các outfit tiếp theo của skin. Nhìn lại lịch sử phát triển của Liên minh, Seraphine có lẽ cũng là vị tướng có màn ra mắt hoành tráng bậc nhất. Không chỉ đi kèm với một sự kiện tầm cỡ như chung kết thế giới, cô còn được tạo hẳn một loạt tài khoản mạng xã hội và trở thành một trong những ca sĩ ảo nổi tiếng bậc nhất cộng đồng game. Quay lại với nhóm trang phục KDA, phiên bản mới này có khá nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm. Có thể thấy KDA phiên bản 2018 chủ yếu sở hữu tông màu tím, vàng. Nhưng ở phiên bản mới, những thành viên được thiết kế lại với tông màu trắng, xanh, tương tự như viên kim cương đang tỏa sáng. Cũng tương tự như những dòng trang phục khác, khi mới ra mắt cũng sẽ có một thành viên sở hữu trang phục hàng hiệu. Và không ai khác, đó chính là Kai'Sa. Cô nàng sẽ được khoác lên mình bộ áo màu vàng sáng như những thành viên thuộc nhóm hàng hiệu khác. Không dừng lại ở thế giới liên minh, sự kiện All Out cũng sẽ xuất hiện trong đấu trường chân lý với loạt linh thú mới lấy cảm hứng từ KDA. Ngay cả tựa game riêng biệt Legends of Runeterra cũng được hưởng lợi với giao diện in-game mới. Bình luận viên Riot gọi tuyển thủ là thằng ăn hại. Ngày 10 tháng 10, team Solomid kết thúc hành trình ở chung kết thế giới 2020 với thành tích 0-6. Đại diện số 1 Bắc Mỹ được kỳ vọng ít nhất phải tiến vào tứ kết giải đấu năm nay, nhưng màn trình diễn kém cỏi của họ lại cho thấy một hiện thực khá phũ phàng với cổ động viên. Team Solomid cần thay đổi, đó là điều chắc chắn. Nhưng ngoài vấn đề chuyên môn, cộng đồng còn quan tâm đến một chuyện vô cùng nhức nhối khác xảy ra với đội tuyển này nói riêng và các đội tuyển Bắc Mỹ nói chung. Đó là họ đang phải nhận những miệt thị, công kích cá nhân ngày một nhiều trên mạng xã hội sau những thành tích tệ hại như thế. Thậm chí trong trận đấu với Genji, Frick, bình luận viên của Riot Games đã công khai chửi thành viên của team Solomid ngay trên sóng livestream trước sự chứng kiến của hàng trăm nghìn người xem trực tiếp. Riot Frick bình luận, rõ ràng là không cần thiết phải sử dụng chiêu đấy. 800 vàng đã không cánh mà bay khỏi túi của Bjergsen. Biofrost đã tìm ra cách khác để phá team Solomid. Từ Frick dùng để mô tả Biofrost là sabotaging. Trong ngữ cảnh của trận đấu, Frick muốn nói Biofrost là gã ăn hại, đã chẳng làm được gì, lại còn phá. Trên thực tế, nếu theo dõi toàn bộ pha thi đấu đấy, fan dễ dàng nhận ra Biofrost đã dùng chiêu hơi thừa. Nếu chỉ dừng lại ở cú án từ chuẩn xác vào BDD để rồi Bjergsen kết thúc mạng đối thủ thì mọi thứ đã hoàn hảo.
Nhưng thay vào đấy, tuyển thủ này đã cố dùng lưỡi hái xoáy để dứt điểm luôn đối thủ. Biofrost đã sai, nhưng nhiều fan cho là bình luận của Frick hướng đến tuyển thủ vẫn rất là quá đáng, đòi anh phải đưa ra lời xin lỗi. Đáp lại những chỉ trích ấy, Frick tỏ ra vô cùng bình thản trên Twitter cá nhân. Một đống bánh kẹp xếp chồng lên nhau, không thể thành một cái bánh kẹp. Nếu mọi người thích hỏi những câu liên quan đến bánh kẹp hoặc cố tình gài bẫy tôi, thì tôi luôn sẵn sàng. Nếu tình hình xấu đi, Riot nhiều khả năng sẽ phải can thiệp vào vụ việc này. Fan Trung Quốc gửi vòng hoa tang lễ đến Gaming House của LGD Gaming. Mới đây, cộng đồng Weibo đã trở nên xôn xao trước vụ việc LGD Gaming nhận được một đơn hàng từ người tự nhận là fan hâm mộ gửi đến, trong đấy là một vòng hoa tang lễ. Hành động này được xem là động thái khủng bố tinh thần nhắm vào các tuyển thủ LGD sau khi đội tuyển này chính thức bị loại khỏi chung kết thế giới, trở thành đội tuyển duy nhất của LPL không thể vượt qua vòng bảng. Theo chia sẻ của một staff LGD, một đối tượng tự nhận là fan của đội đã nhắn tin cho nhân viên trong tổ chức và nói là mình muốn gửi quà cho các tuyển thủ nhưng lại không biết địa chỉ, nhờ nhân viên này gửi đến địa chỉ Gaming House cho mình. Staff của LGD không mảy may nghi ngờ và gửi thông tin địa chỉ Gaming House. Không lâu sau đấy, một vòng hoa tang được gửi đến địa chỉ nói trên khiến những thành viên trong đội tuyển vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Cũng theo thông tin được chia sẻ, thậm chí vòng hoa còn chỉ đích danh người nhận là Peanut. Trong chiến dịch chung kết thế giới 2020 của LGD, Peanut là một trong những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất khi người đi rừng này đã thể hiện một phong độ khá nhạt nhòa kể từ vòng khởi động, khiến LGD phải rất vất vả mới kiếm được tấm vé vào vòng bảng. Sau đấy, LGD tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém so với những đối thủ khác ở bảng C, và trận thua trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Fnatic, đã khép lại cánh cửa đi tiếp của họ. Trong loạt trận vòng bảng, Peanut tiếp tục là một trong những mắt xích yếu nhất của LGD. Samira có thể hất tung cả tướng ở trạng thái không thể bị khống chế. Như bạn đã biết, nội tại Samira cho phép tướng này tung đòn đánh hất tung kẻ địch nếu họ bị khống chế trước đó. Điều này đã khiến cho khả năng kết lộ đối thủ trở nên vô cùng dễ dàng. Thậm chí game thủ còn khám phá ra, nội tại Samira lỗi tới mức có thể hất tung tướng địch kể cả khi họ đang ở trạng thái không thể bị khống chế. Đương nhiên là điều này cực kỳ khó thực hiện, nhưng một khi làm được thì sẽ mang lại lợi thế cực lớn cho Samira. Bên cạnh đó, việc khống chế được tướng địch trong trạng thái không thể bị khống chế là một điều cực kỳ vô lý. Có thể phát hiện này của game thủ chỉ là bug đơn thuần và Riot có thể sửa được. Nếu đấy thực sự là tính năng của Samira, thì quả thực cô nàng đang sở hữu sức mạnh quá lớn và chuyện Riot bị chế giễu bởi cộng đồng cũng chả oan chút nào. Tian, Ninh cùng gia đình bị xúc phạm, chửi rủa thậm tệ sau kết quả bốc thăm. Sau khi lượt trận cuối cùng của bảng D kết thúc, ban tổ chức chung kết thế giới đã tiến hành buổi lễ bốc thăm lựa chọn các cặp đấu tứ kết với sự góp mặt của Ninh và Tian, hai tuyển thủ sở hữu danh hiệu MVP của chung kết thế giới 2018 và 2019. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm của hai tuyển thủ này lại đi ngược lại sự mong đợi của fan hâm mộ LPL khi cả ba đội tuyển Trung Quốc là Top Esports, Sun Ninh và JD đều nằm chung một nhánh đấu. Sun Ninh và JD thậm chí sẽ phải loại nhau ngay ở tứ kết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu không có bất ngờ xảy ra từ vị trí của Fnatic thì cục diện chung kết thế giới năm nay sẽ là ba đội hạt giống LPL phải tự loại lẫn nhau và chỉ có duy nhất một đội có thể tiến vào chung kết. Dĩ nhiên đây là kịch bản mà chẳng người hâm mộ nào của cộng đồng Trung Quốc mong đợi. Tuy nhiên những gì xảy ra sau đấy mới là điều khiến người ta ngỡ ngàng. Tian, người đã bốc trúng hai lá thăm đưa Top Esports và Sun Ninh về cùng một nhánh, hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Trung Quốc. Từ khóa Ninh, Tian thậm chí còn lọt top 5 hot search của Weibo và trang cá nhân của anh đang phải đón nhận hàng chục nghìn lời bình luận tiêu cực, lăng mạ cá nhân và chửi rủa cả gia đình. Hầu hết những bình luận đều chửi rủa Tian là bàn tay thối và thậm chí nhiều đối tượng còn chửi bới tuyển thủ này làm nhục quốc thể, tay trong của LCK hay sự ô nhục của gia đình và vô vàn những lời lẽ khó nghe khác. Tian không thể chịu đựng được những lời chửi rủa và buộc phải lên tiếng. Đừng xả giận vào bài post mừng sinh nhật của tôi nữa. Thích thì vào bài post này mà chửi rủa đi. Nhìn chung, việc Tian phải hứng chịu làn sóng chỉ trích vô lý từ cộng đồng là một cảnh tượng hết sức khó coi. Bởi tất cả đều hiểu việc bốc thăm thì mang yếu tố ngẫu nhiên. Và dù kết quả có thế nào đi nữa thì người trong cuộc hay ngoài cuộc cũng phải chấp nhận điều đấy. Tian rõ ràng không đáng phải chịu sự khủng bố tinh thần đến như vậy. Phát sốt với cách cầm chuột cực dị của ngôi sao đường giữa số 1 chung kết thế giới.
Khi máy quay của chung kết thế giới lia về vị trí của Knight trong những trận đấu thuộc chiến dịch vòng bảng, chỉ cần tinh mắt một chút thôi là fan sẽ nhận ra ngay phong cách cực dị của chàng tuyển thủ này. Ngôi sao đường giữa được đánh giá xuất sắc nhất thế giới hiện tại, bấm phím bằng tay phải và dùng chuột bằng tay trái. Cách bài trí của Knight cần một chiếc bàn thật lớn, bởi bàn phím của anh chắc chắn sẽ bị thừa. Thực ra trong đấu trường chuyên nghiệp, đây không phải là vấn đề nan giải. Các tuyển thủ ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ, nên việc Knight thuận tay nào không gây ảnh hưởng đến đồng đội. Người như Knight trong làng eSports rất hiếm. Giống anh nhất có lẽ là tuyển thủ Dota 2, Nisha của Team Secret. Cũng giống Knight, Nisha dùng chuột tay trái, còn bàn phím để bên phải. Thật trùng hợp khi cả Knight và Nisha đều là những tuyển thủ đứng giữa hàng đầu ở những bộ môn họ theo đuổi. Knight hiện được xem là hy vọng số 1 của Liên minh Trung Quốc ở chung kết thế giới năm nay. Anh và đồng đội tại Top Esports vừa giành quyền vào tứ kết sau khi hoàn thành vòng bảng với thành tích 5 thắng, 1 thua. Với bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé! Shown up and now the follow the flash immediate from Jackie Love and just like that the game explodes. Knight with a clean shot.